Những biểu hiện như màu mắt, màu da, chiều cao đều ảnh hưởng từ gen trội chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ. Không chỉ thế, những yếu tố sinh học thú vị khác cũng được di truyền từ gen nhưng không phải ai cũng biết. Hãy cùng tìm hiểu 3 điều thú vị nhất được thừa hưởng từ gen di truyền nhé. Thành công trong học tập. Theo những nghiên cứu khoa học, điểm số của một người có tới 55% di truyền từ gen từ cha mẹ. Kết quả học tập bao gồm khả năng tiếp thu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hàng ngàn gen quy định, còn những phần trăm còn lại do các yếu tố khác như thức ăn, rèn luyện, môi trường học tập. Thích uống cà phê, bạn đã bao giờ biết đến sở thích uống cà phê nhiều hay ít cũng ảnh hưởng từ gen di truyền. Theo kết quả nghiên cứu hai nhóm người, nhóm không thể sống thiếu cà phê và nhóm người ngược lại. Nhóm không có nhu cầu uống cà phê một cách thường xuyên thì gen của họ có khả năng hấp thụ chất caffeine chậm hơn. Vì thế, một người bị nghiện cà phê có lẽ do ảnh hưởng từ nhóm gen di truyền dễ hấp thụ caffeine nhiều hơn và nhanh hơn. Không hấp thụ đường lactose. Tùy vào lượng men lactose trong cơ thể mà chúng ta có thể hấp thụ đường lactose ở các mức độ khác nhau. Do ảnh hưởng của nhóm gen di truyền về khả năng hấp thụ đường lactose, có 65% người trưởng thành mắc chứng khó hấp thụ loại đường này trong khi lúc nhỏ vẫn bình thường. Khả năng lái xe. Không phải ai cũng có khả năng lái xe tốt mặc dù đã vượt qua các bài sát hạch giấy phép lái xe. Đây là vấn đề đã được các nhà khoa học chứng minh. Có khoảng 30% dân số sở hữu nhóm gen đặc biệt dễ bị phân tâm trong khi lái xe. Đây là ảnh hưởng đến khả năng như định hướng xe, tốc độ phản xạ khi có tình huống bất ngờ, dẫn đến dễ gây tai nạn giao thông hơn những người khác. Bệnh cận thị là tật về mắt phổ biến nhất hiện nay cùng với chứng loạn thị, viễn thị. Mặc dù cận thị không hoàn toàn do gen di truyền mà ảnh hưởng bởi cách sống của mỗi người, nhưng nếu cha mẹ bạn đều bị cận thị thì bạn có khả năng bị cận thị lên đến 50%. Di truyền bệnh hói đầu và mù màu ở nam giới. Do sự khiếm khuyết những chất thể ít di truyền từ mẹ, một số nam giới mắc phải bệnh hói đầu và mù màu. Trong thời gian thụ thai, nhiễm sắc thể XX trong cơ thể người mẹ đã mang nhầm gen của chứng hói đầu và mù màu sẽ di truyền cho con trai theo nguyên tắc di truyền chéo, trong khi đó con gái sẽ được di truyền từ nhiễm sắc thể XY từ người cha. Mức độ cholesterol cao trong máu do lối sống thiếu vận động và ăn thực phẩm không lành mạnh, chất béo nhiều, nên nhiều người béo phì hay thừa cân mắc phải triệu chứng cholesterol trong máu cao hơn bình thường, gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, nồng độ cholesterol cao trong máu còn do gen di truyền quyết định. Theo nghiên cứu, khoảng 1/500 người có gen đột biến dẫn đến nồng độ cholesterol trong máu lúc nào cũng cao hơn người thường mặc dù họ không bị béo phì.